Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Tôi là Đăng Việt và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên Ghế hôm nay có gì? Tiêu điểm nóng, hé lộ loạt xe mới ra mắt tại Việt Nam Motor Show 2024. Trong phần Trên Ghế Nóng, hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia Thành Nguyễn để cùng thảo luận về chủ đề Santa Fe mới hay cũ và đừng quên mini game ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 26 tháng 9, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, nhóm các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam chính thức công bố việc tổ chức triển lãm ô tô và xe máy Việt Nam 2024. Việt Nam Motor Show 2024. VMS 2024 có sự góp mặt của 19 thương hiệu ô tô và xe máy, hơn 50 thương hiệu ngành công nghiệp phụ trợ. Subaru xác nhận sẽ ra mắt mẫu Roadster hoàn toàn mới tại VMS 2024, xe nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản với hai phiên bản 2.0 ISI Side và 2.0 ISI Side E-Boxer Hybrid, sử dụng động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên và hệ dẫn động 4 bánh. Theo thông tin từ đại lý, xe có giá bán tạm tính là 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, Honda lại úp mở về mẫu Civic 2024 tại VMS năm nay. Đây là lần đầu tiên Civic có động cơ hybrid tại Việt Nam, sử dụng máy xăng 2.0 lít kết hợp cùng mô tô điện cho công suất 200 mã lực và mô men xoắn 315 Nm. Toyota Camry cũng được cho là sẽ sớm ra mắt khách hàng tại VMS 2024 tới đây. Trước đó, nhiều thông tin cho thấy các đại lý đã nhận đặt hàng mẫu xe này. Skoda Kodiaq thế hệ mới cũng sẽ xuất hiện tại triển lãm năm nay. So với đời cũ, bản mới có chiều dài tăng 61mm, chiều cao tăng 24mm nhưng hẹp hơn 18mm. Nhiều người cho rằng mẫu xe mới sẽ có thêm gói công nghệ ADAS. BYD có thể cho ra mắt cùng lúc 3 mẫu xe điện mới tại triển lãm VMS 2024. Trong đó, BYD M6 thuộc phân khúc MPV, trang bị động cơ điện, công suất 160 mã lực và mô men xoắn 310 Nm, tầm vận hành 420 km. BYD Trang EV, trang bị động cơ điện, công suất 509 mã lực và mô men xoắn 700 Nm, tầm vận hành 530 km, pin sạc nhanh từ 30 đến 80% trong 30 phút. BYD Han EV được xem là mẫu xe flagship của hãng xe đến từ Trung Quốc. Han EV sở hữu sức mạnh 487 mã lực, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,9 giây và tầm vận hành 521 km. Isuzu nhiều khả năng sẽ mang tới VMS 2024 mẫu D-Max Facelift. Mẫu xe này từng xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội cuối tháng 8. Ngoài ra, GAC M6 RO cũng được cho là sẽ ra mắt vào triển lãm tới đây. Trước đó, hãng xe Trung Quốc từng cho biết sẽ sớm đưa về mẫu xe này sau sự xuất hiện của M8 và GS8. Và sau đây sẽ là chuyên mục Trên Ghế Nóng. Quý vị và các bạn thân mến, không thể phủ nhận Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới đang là một trong những mẫu xe hot nhất tại thời điểm này. Tuy nhiên, hot nhất không có nghĩa là phù hợp nhất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích một chút số liệu về mẫu xe này để đưa tới quý vị và các bạn một góc nhìn mới để chúng ta cùng quyết định mua hay không mua mẫu xe này ở thời điểm cuối năm. Và chào đón tới studio ngày hôm nay, chuyên gia Thành Nguyễn đến từ kênh Xem Xe Analytics. Xin chào anh Việt, xin chào chương trình. Rất vui được tham gia chương trình. Thực ra thì ngày hôm nay thì rất là muốn mời Thành đến đây bởi vì ở trên kênh Xem Xe Analytics thì Thành đã có những cái lý luận, lập luận cũng như là những cái dẫn chứng rất là sắc bén cùng với cái số liệu mà mình đưa ra. Thì hy vọng là trong số trên kỳ này, ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có được những cái góc nhìn như thế với mẫu xe đang rất hot đấy là Hyundai Santa Fe. Câu hỏi đầu tiên dành cho Thành đấy là Thành có đánh giá gì về mức giá cũng như là cái thời điểm xuất hiện của Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới ở Việt Nam? Về cái mức giá của Santa Fe, với cá nhân mình nhá, thì mình thấy nó là mức giá tương đối hợp lý. Vì nếu mà chúng ta so với cái phiên bản cũ, là cái phiên bản mà đời trước đó, thì nếu mà chúng ta lấy cái bản tiêu chuẩn ra làm thước đo, thì nó chỉ đâu đó chênh so với bản tiêu chuẩn khoảng 90 triệu. Thì 90 triệu thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được một cái thiết kế mới này, chúng ta được một cái không gian rộng hơn, con xe lớn hơn, và quan trọng là cái option ấy. Option thì so với các bản tiêu chuẩn với nhau thì nó cũng không nhiều hơn là mấy, nhưng chúng ta sẽ chắc chắn có là những cái option đó nó hiện đại hơn. Thì 90 triệu đó thì tôi thấy nó hoàn toàn xứng đáng.
Ngoài ra là đó là đứng ở góc nhìn khách hàng, còn đứng ở góc độ doanh nghiệp thì tôi cũng thấy nó vẫn hợp lý. Vì thông thường anh biết là những cái con xe mới ra mắt ấy, thì doanh nghiệp thường sẽ khấu hao rất nhiều ở thời gian đầu ra mắt, nên là giá nó đội lên cũng tương đối so với cái thời điểm khoảng 1-2 năm sau. Hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy con xe ở cuối vòng mức giá, cuối vòng đời so với một con xe vừa mới ra mắt mà chênh 90 triệu thì nói chung là về mặt tổng thể là tôi đánh giá đó là mức giá hợp lý. Vậy còn thời điểm ra mắt thì sao? Ai cũng nói là đây là một thời điểm nó cũng khá là nhạy cảm khi mà thị trường nó đang đi xuống và chúng ta cũng hoàn toàn thấy là doanh số của toàn thị trường cũng đang đi xuống. Vậy thì một mẫu xe có thể gọi là chiến lược của Hyundai tại Việt Nam đi thì ra mắt ở thời điểm này có là hợp lý? Theo tôi thì nó cũng hợp lý thôi, vì chúng ta nhìn vào doanh số của Santa Fe hiện tại nó cũng không còn tốt, không còn quá mạnh ở trên thị trường. Nếu mà ở trong cái phân khúc này, ở trong cái phân khúc mà tầm giá hơn 1 tỷ ấy, thì chúng ta mới được thấy được chiếc CR-V cũng mới ra mắt và một chiếc xe rất mạnh, đó là chiếc Ford Everest. Thì chắc chắn là Hyundai cần làm cái gì đó mạnh hơn, mới hơn để cạnh tranh được với hai đối thủ đó. Về cơ bản thì tôi thấy anh đánh giá tích cực về Santa Fe với cái bước giá như vậy và với cái thời điểm ra mắt như vậy, đúng không? Vậy thì với đứng từ góc độ là một khách hàng đi, thì theo anh đâu sẽ là những cái điểm mà khiến cho mẫu xe này trở nên ăn tiền đối với người tiêu dùng? Cái mẫu xe này với tôi cái điểm ăn tiền nhất có lẽ là cái phần nội thất. Và chúng ta thấy được là chúng ta có một cái nội thất rộng hơn này, nhiều trang bị option hơn này. Và những cái trang bị option đó nó mang đến sự hữu ích cho người dùng. Nếu anh chắc cũng đã xem con xe này ở thực tế rồi, những cái chi tiết rất nhỏ anh có thể thấy là rất nhiều những cái hộc chứa đồ và rất nhiều những cái móc chứa đồ nhỏ ở hàng ghế sau, và thậm chí là những cái tay bám để trèo lên nóc xe đấy họ cũng trang trí. Nói chung là họ rất tỉ mỉ ở cái con xe này, ở cái phần nội và ngoại thất. Thì tôi sẽ đánh giá cao cái phần nội thất của con xe này nhiều hơn. Đấy tất nhiên là những cái ưu điểm mà anh nêu ra từ Santa Fe rồi. Vậy thì theo anh, với góc độ từ một người làm truyền thông cũng đã lâu năm và cũng từ góc độ của một người dùng xe nữa, thì sẽ có những cái điểm nào khiến cho khách hàng còn e ngại, chưa dám xuống tiền với Santa Fe mới? Cái điểm mà tôi thấy mọi người sẽ lăn tăn nhiều nhất có lẽ là nằm ở phần động cơ. Vì anh thấy hiện tại Santa Fe có hai phiên bản động cơ. Một là phiên bản 2.5 lít hút khí tự nhiên và 2.5 lít turbo. Thì hai cái phiên bản đó nó đều có mức tiêu hao nhiên liệu tương đối lớn. Nếu mà những khách hàng nhá, tôi thấy là nếu mà sử dụng nhiều trong phố ấy, thì nó sẽ là điểm cực kỳ khiến người ta lăn tăn nhiều. Vì theo con số mà Hyundai công bố thì nó sẽ dao động đâu đó khoảng 12 lít ở trong nội đô. Nhưng mà cái con số đó nó chưa phản ánh đúng thực tế. Vì thông thường chúng ta xem những cái thông số ở trên giấy tờ. Đây chỉ là điều kiện lý tưởng thôi. Đúng rồi. Thì con số thực tế thôi, tôi nghĩ là nó sẽ cộng thêm khoảng 2-3 lít nữa. Thì nó sẽ dao động tầm 15 đến 16 lít. Thì đó là cái điểm mà tôi thấy nhiều người có thể sẽ phân vân. Thậm chí là anh đọc rất nhiều những cái comment ở trên mạng thì mọi người cũng rất phân vân về cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó khi mà nó không có phiên bản máy dầu và không có phiên bản hybrid. Thì con xe đó nó sẽ không phải là một con xe tiết kiệm nữa rồi. Nó sẽ hướng đến một người dùng có điều kiện tài chính tương đối tốt và nó biến con xe trở thành một con xe tương đối ăn chơi. Theo tôi đánh giá là vậy. Từ nãy giờ anh nói tới động cơ là ok rồi. Nhưng mà anh... từ đầu buổi talk đến bây giờ tôi chưa thấy anh nhắc tới một điểm mà mọi người cũng đã bàn tán rất là nhiều, đấy là cái phần đuôi của Santa Fe này. Với cái góc nhìn cá nhân của anh thì anh thấy thiết kế phần đuôi nó có đáng bị gây tranh cãi đến mức độ như bây giờ không? Phần đuôi xe với cá nhân tôi thì tôi cũng không thể khen nó đẹp được, nhưng mà cũng không đến nỗi xấu. Cái phần đuôi này thì nó sẽ làm người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ. Thông thường là những cái con xe đẹp họ liên tưởng đến những cái gì fancy. Nhưng mà con xe này nó làm người ta liên tưởng đến những cái xe như xe cứu thương này, xe chở hàng đấy. Cái điểm đó là điểm gây tranh cãi. Còn nếu mà nó làm người ta liên tưởng đến thứ như là xe tăng này, xe những cái xe mà cao cấp đắt tiền hơn thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo được hiệu ứng tốt hơn. Ok, trở lại với cái ý vừa rồi của anh ấy là Santa Fe hoàn toàn mới đang không còn bản động cơ dầu và cũng không còn bản hybrid nữa. Vậy thì ở trên mạng bây giờ và thậm chí là tôi cũng đã từng phỏng vấn nhiều khách hàng mà những người mà người ta đã có ý định là mua Santa Fe rồi ấy, thì người ta đang đặt ra một số cái quan điểm đấy là thực ra bây giờ mới là thời điểm
hợp lý để chúng ta xuống tiền với bản cũ, bởi vì chỉ có bản cũ là mới có máy dầu thôi. Và người ta cũng nói rằng là bản mới này giá như anh nói là cũng một cái bước giá cũng khá là hợp lý đúng không? Nhưng mà kiểu gì đại lý cũng sẽ thêm lạc. Nhưng dù đại lý có thêm lạc thì ai mua thì vẫn cứ mua thôi. Thì với những cái luồng ý kiến như vậy thì quan điểm của anh Thành là như nào? Với tôi thì cái chuyện thêm lạc ấy, nó cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Tôi cũng không quá xem nặng cái việc đại lý thêm lạc vì là nó là phản ánh cung cầu của thị trường thôi. Đó, khi mà nguồn cung nó nhỏ hơn nhu cầu của thị trường thì những ai mà họ có nhu cầu và họ muốn nhanh thì họ sẽ sẵn sàng bỏ thêm tiền để có được một chiếc xe sớm hơn những người khác. Thì cái đó là tôi đánh giá thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Ai mua thì vẫn sẽ mua thôi. Thế còn chuyện bản cũ thì sao nhỉ? Bởi vì theo như tôi tìm hiểu thì bây giờ có rất nhiều khách hàng họ muốn mua bản cũ bởi vì hai lý do. Một là chỉ có bản cũ mới có máy dầu thôi. Và hai là đương nhiên cái mức giá nó cũng sẽ có thể nó mềm hơn. Vậy thì mình đánh đổi tất cả những thứ là xe cũ hơn rồi có máy dầu thì đây liệu đây có phải là thời điểm hợp lý để cho những người người ta chưa có điều kiện lên bản mới mà chúng ta xuống tiền với bản cũ không? Thực ra hợp lý hay không thì sẽ tùy vào nhu cầu từng người. Vì bây giờ hiện tại chúng ta thì nó không chỉ mỗi Santa Fe mới có bản máy dầu. Chúng ta có cả Sorento, có cả Ford Everest. Nếu thực sự chúng ta thích máy dầu thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái sản phẩm thay thế. Ví dụ như Ford Everest hiện tại bây giờ cũng đang bán rất tốt. Và thậm chí là nó cũng là một con xe mà có thương hiệu rất tốt, uy tín trong lòng khách hàng người Việt. Và ngoại hình của nó hết sức cơ bắp và mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái Santa Fe bản cũ. Theo tôi thì việc lựa chọn hay không thì nếu mà ví dụ như anh quá thích chiếc Santa Fe bản cũ thì hoàn toàn có thể lựa chọn. Còn phần đa mọi người thì tôi khuyên là nên lựa chọn những cái sản phẩm thay thế khác. Vì ít nhất là chúng ta sẽ không bị mất một đời xe, không bị lỗi mốt. Vì bản mới nó thay đổi hoàn toàn, nó không còn gì liên quan đến cái bản cũ cả. Nên là nếu mà chúng ta lựa chọn bản cũ bây giờ thì nó sẽ là một sự thiệt thòi. Thì theo tôi là những khách hàng mà có nhu cầu như vậy thì nên lựa chọn những cái con xe nó hiện tại nó vẫn đang bán rất là chạy. Ví dụ như Ford Everest, ít nhất là cái form đó anh có thể dùng được 2-3 năm nữa. Thì theo tôi đó là lựa chọn tốt hơn. Ok, cảm ơn Thành rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ hết sức ngắn gọn của chuyên gia Thành Nguyễn đến từ kênh Xem Xe Analytics về mẫu xe Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới. Quý vị đồng ý hay phản bác, chúng ta hãy cùng bình luận ở những nền tảng số của chương trình Trên Ghế. Và bây giờ, một phút cuối sẽ dành cho mini game. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để chuyển làn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2, đón xem show trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Trên Ghế.